Văn Toàn, Văn Sinh, Bùi Tiến Dũng không quay lại khoảnh khắc xấu hổ ở đám cưới công phường. Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn đã tham gia một trò chơi ở đám cưới công phường Viên Minh tổ chức tại Phú Quốc vào tối 18 tháng 11. Ở trò chơi này, Văn Toàn và những người chơi đứng quay thành vòng tròn ở đám cưới công phường. Đáng chú ý, mỗi người phải mặc một chiếc quần đùi hoa nhưng chỉ được kéo cao đến đầu gối, tạo nên hình ảnh hài hước. Thủ môn Bùi Tiến Dũng đành nhanh tay quay lại trò chơi này. Có lẽ vì xấu hổ, Văn Toàn khi quay lại thấy vậy đã chắp tay xin Bùi Tiến Dũng không quay nữa. Ngoài Văn Toàn, tiền vệ Quang Hải, Hồng Duy, hậu vệ Văn Thanh, Thanh Trung cũng tham dự trò chơi này. Ở đám cưới diễn ra vào ngày 16 tháng 11, Văn Toàn cũng chia sẻ rằng anh đã ngủ cùng công phường vào đêm 15 tháng 11, hai anh em tâm sự với nhau tới gần 4 giờ sáng. Tiền đạo sinh năm 1996 cũng để lại hình ảnh thú vị khi tạo dáng tranh công phường với Viên Minh. Mối quan hệ giữa Văn Toàn và công phường rất khăng khít. Khi ở Hoàng Anh Gia Lai, cả hai ở chung phòng tại trung tâm Hàm Rồng. Đám cưới thứ hai của công phường và Viên Minh diễn ra tại Phú Quốc vào chiều 18 tháng 11. Nhiều nhân vật nổi tiếng của giới bóng đá đã được mời tham dự. Các cầu thủ là đồng đội, bạn thân với công phường đều có mặt. Họ đi cùng bạn gái, vợ. Có người còn dẫn theo cả con gái. Buổi lễ được bảo mật giữ kín hình ảnh và thông tin. Cô dâu Viên Minh mong muốn đây là cơ hội để tất cả mọi người hôm nay tắt chế độ cuộc sống thường ngày, hãy để chế độ bên cạnh người thân thật sự tận hưởng. Trong khi đó, chú rể công phường lại tiết lộ sự thật thú vị về khoảng thời gian đầu hai người tán tỉnh nhau với khách quan ở buổi lễ. Phường chia sẻ, Minh đã lên kế hoạch để chắc chắn làm cách nào phường tỏ tình. Bắt buộc phường tỏ tình, nhưng thật chất thì Minh vẫn tỏ tình trước.